Hello, em xin chào anh em yêu âm thanh toàn quốc nha. Thì hôm nay là một buổi sáng đầu tuần. Em xin giới thiệu đến anh em một bộ sản phẩm bộ sản phẩm Gian. Đấy. Mình Gian rất là đẹp. Rất là hay. Nói chung là hàng này là cùng An Nam là thương hiệu của Hàn Quốc, một cái thương hiệu nó rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. Thì Hàn Quốc thì có những dòng Inken, An Nam và Lotte, thì cái dòng An Nam vẫn là đang đứng đầu của những bộ âm thanh về 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 những cái đời cũ đời trước của Hàn Quốc. Thì bộ này là có thợ đầu tiên là thợ âm ly. Đây, An Nam mà của nó là AA77 và thợ thứ hai là thợ CD ACD77 và thợ thứ ba là AD77. Đây là thợ cassette. Đấy, thợ cassette và thợ thứ tư là radio AT77. Đấy thì cùng một bộ cấu hình của nó. Đây là gọi là xếp thư luôn đấy. Đấy thì bộ này riêng con âm ly này chơi 8 số than. 8 số than Toshiba, tiếng rất là hay. Tiếng rất hay ho. Thì em cũng xin test luôn cho anh em nghe về chất âm của con này. Thì em đầu tiên là em test cái đĩa CD. Thì em đây là nó có thớt này, thì có cái thớt này radio này là làm nguồn nguồn cắm cho bộ thớt này luôn. Mình cắm vào cái nguồn trên này luôn. Đó, thì cái thớt này radio này. Thớt này là thớt cassette này. Và thớt thứ ba là thớt CD này. Và thứ tư là thợ âm lý này, em bật lên này. À, em bật lên đây. Đấy, bật lên thì nó báo sáng đang đầy chế độ AUX. Thì em chạy trước, cái đầu tiên là chạy trước cái CD. Em chuyển qua cái CD là đây là đưa đưa đường vào. Mình bật cái CD, CD rất là cũ kỹ rồi. Nhưng con này đĩa đọc rất tốt. Đây, đĩa sửa sạch hết rồi. Đĩa sửa sạch, nhưng con này đọc thì mắt đọc và cái tiếng của chất âm của con CD này rất là hay. Rất hay ho. Thì em mở luôn cho anh em nghe. Đây có 12 bài. Bật luôn, mắt đọc rất là nhanh. Nhiều chép quá, em phải hàm bật chép. Rất hay ho. Có từ số 1 đấy, chép bát ba lắng rất là ok. Rất là hay ho, mặt phải nhôm dày. Là đến thằng An Nam thì nó là sản xuất là theo cái mặt phải nhôm rất là dày. Hàng này hàng cao cấp của những cái bộ gian xếp thư như thế này. Đấy là cái chất âm của em nó, và những cái bộ này là hoạt động tất cả đều ok. Thì cắt xẹt thì em không có cơ bản, không có băng cắt xẹt thì em không không test, còn tất cả là hoạt động ok rồi. Và em bật qua bài khác này, đọc rất là nhanh. Đó. Tiếp tục bài này này. Đó. Đọc nhanh lắm. Lùi lại này, lùi về ba này, về hai này. Đó. Mắt đọc thì thôi rồi.
xin giơ tẹt cái đoạn nhạc nhạc màng xuống. Nhưng chuyển qua ối. Em chuyển qua chế độ AUX này. Tuner này, phono này, AUX đây. Em cho nhạc lên, CD vẫn chạy. Sâu thang cho nên em vẫn ghép hai cặp loa, em hay tẹt nhạc nhá. Thì một cặp bầu 101 IT và một cặp 701 đang chơi hai cặp nhá, chơi rất là tốt đó. CD tiếng nó sáng hơn. Gian A Nam như thế này ở Việt Nam mình hiện tại có cùng chưa nhập về mấy đó, thì đợt vừa rồi em ở bên kia cho nên em cũng sưu tâm được một bộ này A Nam 77 này. Hầu như là nếu mà đánh cái mà A Nam 77 này lên thì nó chỉ là những người Hàn họ bạn thôi đó, chỉ những người bên Hàn họ bạn thôi. A Nam 77 bạn cứ đánh, các bạn đánh lên A Nam 77 cho em đó. Thì do cái nguồn phát nó hơi nhỏ thì em cho cái tiếng volume này nó to lên một chút. CD. Bài đọc rất là nhanh. 4 5 đọc rất là nhanh. Tiếng rất là hay. Đọc mắt đọc CD thì nó tuyệt vời. Rồi cơ bản là như thế thôi. Thì em cùng bảo giá luôn cái bộ gian âm thanh này. Cái bộ gian này em đang bán với giá là 5 triệu 700 ngàn đồng.
thì anh em nào thiện chỉ thì cứ liên hệ cho em luôn, chắc mỗi buổi gian cũng là 5.700.000 đồng. Đó, loa thì anh em phải ghép, em về được con đúng một bộ duy nhất, mặt phải nhôm dày rất là đẹp, bộ thớt chạy 8 số than. Thì em xin kết thúc video tại đây, nó cũng dài rồi, thì anh em mua thì cứ liên hệ cho em theo số 038 380 6485, giá em bán là 5.700.000 đồng đó.